Xin chào các cô gái xinh đẹp, ngày hôm nay sẽ là một video hướng dẫn make up cho các chị em bận rộn chúng ta. Chỉ mất 5 phút thôi, cùng với những cái món đồ cơ bản và những cái kỹ thuật trang điểm đơn giản nhất để chị em chúng mình xinh đẹp một cách nhanh chóng và dễ dàng cho cái công việc hàng ngày đi làm của chúng ta nhé. Bây giờ làm da mộc của mình nhé, da lúc mặt mộc chưa make up. Và bước đầu tiên chúng mình không thể bỏ qua, đấy chính là kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm sẽ giúp cho làn da của chúng ta được cung cấp độ ẩm và dẫn các lớp make up như là kem lót, kem mềm và đưa vào một cách dễ dàng và nó thẩm thấu tốt hơn. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ sử dụng phấn cushion của MOI và mình sẽ sử dụng số 20 đối với những làn da trung bình. Đối với em MOI này thì nó sẽ có 5 cái điều mà chị em chúng mình quan tâm nhất. Đó chính là một cái sản phẩm 5 trong 1 bao gồm là từ kem dưỡng này, kem lót này, kem chống nắng này, kem nền và phấn phủ. Và đó là một cái sự tiện dụng để cho chị em phụ nữ chúng ta tiết kiệm, vừa tiết kiệm được thời gian mà lại vừa cho chúng ta có được một cái lớp trang điểm chỉ mất 5 phút thôi là đã đầy đủ các bước, nhanh gọn nhẹ và đẹp. Và đây là sự khác biệt giữa việc là mình đã sử dụng phấn cushion và bên này là bên mặt mộc chưa sử dụng phấn cushion. Tương tự như vậy, bên mặt còn lại mình cũng sẽ thao tác như bên kia. Và với cái độ mịn, độ mướt, độ mềm, độ mượt, độ mát khi mà mình sử dụng phấn cushion ấy thì mình cũng ưng nhất là cái em MOI 5M này. Và hy vọng là sau khi mà các bạn xem xong video này, các bạn sẽ thấy rằng là cái sự hiệu quả khi mà chúng ta lựa chọn được một cái những cái bước, cái sự hiệu quả khi chúng ta lựa chọn được những cái bước trang điểm và những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng trên làn da chúng ta. Đối với những gương mặt nhá mà bị to quá hay là bị quá góc cạnh thì chúng mình nên sử dụng thêm một cái em MOI số 50 nhá, đó là số tối, để dành cho những cái làn da ngăm đen cũng như là những gương mặt mà cần có cái độ tạo khối để cho gương mặt trở nên thon gọn hơn. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ sử dụng chính son môi để sử dụng làm cho phần má luôn các bạn nhé. Chấm tròn các điểm ở gò má, hoặc là chúng ta sẽ tính từ cánh mũi này, đi ngang qua này, từ cái đuôi mắt này đi xuống này. Thì hai điểm này vuông góc với nhau sẽ là điểm mà các bạn chấm má hồng của mình lên. Đó, sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng tay nhé. Các bạn chỉ cần chấm tan nhẹ ra thôi. Đối với những bạn nào mà làn da bình thường thì chúng mình chỉ cần phủ phấn ở những cái vùng khóe mắt hay là những cái vùng cánh mũi và khóe miệng để không bị hằn nếp nhăn nhé. Đối với làn da của Mai Phan nhé thì Mai Phan chỉ dùng một chút phấn bột cho những cái vùng hay hằn lên nếp nhăn và hay bị tạo nếp nhăn, đó chính là phần khóe mắt với cả khóe mũi và khóe miệng. Các bạn ơi, bây giờ là bước mà rất là quan trọng nha. Có thể chúng ta không cần phải tản máu mắt, nhưng mà kẻ mắt thì là một việc vô cùng quan trọng. Kẻ mắt và chuốt mascara. Mình nên sử dụng bút dạ để cái đường kẻ của chúng ta sẽ được sắc nét và dễ dàng hơn. Và đường kẻ sẽ bắt đầu từ khóe mắt. Khóe mắt với khuôn mắt của Mai Phan thì mình sẽ kẻ có độ xéo nhẹ, hơi có độ xéo nhẹ đi lên thái dương, kẻ từ trong khóe mắt đi ra bên ngoài 3 ly rưỡi. Đó. Sau khi chúng ta kẻ từ bên trong khóe mắt đi ra bên ngoài 3 ly rưỡi rồi thì chúng mình sẽ lại tiếp tục kẻ từ 1/2 cái đường kéo ra này. Chúng ta kẻ vào, kéo vào, kéo vào đến 1/3 khuôn mắt, chia dọc như thế này, từ đầu đến đuôi này, chia 1/2, 3 phần thì mình sẽ kéo vào 1/3 khuôn mắt như thế này.
nó rất là dễ làm nha các bạn nhá. Đó, như thế thôi, bấm lông mi cong lên nữa là mình đã có một cái khuôn mắt rất là đẹp, rất là hoàn hảo rồi. Thì khi bấm mi này, chúng mình sẽ đặt sát cái cây kẹp mi vào cái phần chân mi. Và chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ cách cái chân mi chúng ta khoảng tầm 1.5 ly cho đến 2 ly. Sau đấy thì sẽ bấm cái cây kẹp mi vào và nhấn kẹp nhé. Các bạn nhấn kẹp này, nhấc cái kẹp tách ra khỏi da mặt của mình. Và chúng ta sẽ nhấn từ 5 cho đến 7 lần nhấn kẹp như thế này. Thì khi chúng ta bỏ cái cây kẹp mi ra, lông mi chúng ta sẽ rất là cong luôn. Đó, các bạn thấy không? Chỉ mới bấm thôi là lông mi đã rất là cong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng mascara chuốt cho lông mi thật là dày lên. Mình sử dụng mascara Maybelline, nó sẽ giúp cho lông mi của mình được dày hơn, cong hơn, giữ độ cong rất là tốt và không bị lem lông mi. Chỉ chuốt một lần này, tạm thời để đây đã, chuốt cho lông mi dưới. Và sau khi chúng ta chuốt lông mi dưới xong thì chúng ta quay ngược lại chuốt cho lông mi trên, thì chắc chắn là lông mi chúng ta sẽ dày hơn rất là nhiều. Đó, sau đấy thì nếu như mà chúng ta muốn lông mi nó thật là dày thì chúng ta lại tiếp tục chuốt thêm phần ngọn mi nhé. Ngọn mi chúng mình cũng chuốt dính ra như thế luôn. Đó, ngọn mi đã trở nên dày hơn rất là nhiều. Và đôi mắt của chúng mình sẽ trở nên long lanh hơn, lung linh hơn. Có kém gì là chúng ta gắn lông mi giả đâu đúng không ạ? Sau đấy thì nếu như mà chúng ta muốn lông mi nó thật là dày thì chúng ta lại tiếp tục chuốt thêm phần ngọn mi nhé. Và tương tự như vậy thì chúng mình sẽ thao tác cho bên còn lại cũng như thế luôn. Chú ý là cái tay cầm bút thì chúng ta sẽ úp vào khuôn mặt. Sau đấy thì sẽ kẻ cái khóe đi ra. Chỉ cần với những thao tác rất đơn giản và đúng kỹ thuật thì chúng ta đã có ngay một đôi mắt rất là long lanh, rất là lung linh đúng không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần lông mày nhé. Mình sẽ sử dụng chì mày của MOI. Đây là một dòng sản phẩm mới của MOI, có hai đầu chì như thế này. Một đầu là đầu chì vạt xéo, rất là dễ dàng là cho chúng ta kẻ lên những sợi lông mày chúng ta. Còn một đầu còn lại là đầu để chuốt. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé. Với cái đầu chì vạt xéo như thế này thì chúng ta đã rất là dễ để tản theo dáng lông mày chúng ta rồi. Và chúng mình sẽ tản lông mày từ phần đỉnh lông mày trước nhá. Phần đỉnh này. Đó, mai fan đã xong chỉ trong chưa đến 1 phút đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ sử dụng cái đầu răng cưa của cái cây chì này, chúng mình sẽ chuốt lại. Nó giống như là một cây chổi để chúng ta chuốt lại dáng lông mày trở nên đều hơn. Tương tự như vậy thì với gương mặt bên này chúng mình cũng sẽ xoay nghiêng góc nghiêng 45 độ. Có 5 phút đầy đủ các bước thôi là nhờ chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp và những cái dụng cụ dễ dàng make up cho chúng ta và thuận tiện cho chị em chúng mình. Những thao tác make up rất là đơn giản dành cho chị em bận rộn chúng ta, chỉ mất 5 phút để make up đi làm hàng ngày, quả thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của MyFan và hy vọng video này sẽ giúp ích cho nhiều chị em phụ nữ bận rộn chúng ta, chị có được cái tip make up chỉ 5 phút mỗi ngày trước khi đi làm. Và các bạn ơi, các bạn yêu mến MyFan thì hãy like và subscribe kênh của MyFan Makeup Artist để Mai thường xuyên đưa ra những video bổ ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.